Chào tất cả mọi người nhá. Thời điểm hiện tại mình đang quay bây giờ đang là 12 giờ 40 phút. Bọn chúng là mình cũng vừa ngủ dậy. Thường thường vào những ngày nghỉ, ngày cuối tuần, ngày chủ nhật ấy, mình tranh thủ mình ngủ. Kiểu là một tuần làm việc bên ngoài thì mình cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe để đầu tuần đi làm việc. Thì ngủ dậy rồi, bây giờ mình sẽ đi giặt quần áo, đi đánh răng, chuẩn bị ăn bữa sáng. Mà thực ra bây giờ cũng không phải bữa sáng rồi, giờ là bữa trưa, bữa chiều rồi. Kiểu tối qua anh em mình tắm xong ấy, không là quên không giặt, thì bây giờ mình mới giặt đây. Anh em mình ở đây ở hai người thì có chung là cứ phân công ra, cứ mỗi người giặt quần áo một tuần. Tình hình là đánh răng rửa mặt xong ấy, bây giờ đi ăn cơm trưa thôi. Thì hôm vừa rồi ấy, là mình có đi mua được ít đồ lẩu thịt đông. Thì tối hôm qua là mình cũng thời gian rảnh quá, thì mình lẩu thịt đông này, qua cho mọi người xem này. Mình với Hoàng là mỗi người làm được một hũ thịt đông nhá. Kiểu anh em mình đi làm ấy, công ty mới thì có tăng ca làm thêm, kiểu đi làm về muộn. Từ công ty về nhà cũng xa nữa, thế là về nhà kiểu là nấu cơm các thứ nó cũng muộn thời gian ấy. Thế là anh em mình quyết định là nấu mỗi người một hộp thịt kho đông này. Kiểu đi làm về là có cái thịt kho đông là xúc ra ăn thôi. Tủ lạnh của mình ấy thì vẫn còn đồ ăn. Đây này, vẫn còn hộp trứng này, lấm, quả cà chua, ít dưa chuột với ít rau đây. Thì có lẽ mình cũng đi chợ, mình chỉ mua thêm một ít đồ nữa thôi. Ăn cơm xong thì mình sẽ đi chợ nhá. Mình với Hoàng ấy, bây giờ là hai anh em ăn tách riêng rồi, nhưng mà kiểu là gạo với cơm ấy, là anh em mình vẫn mua chung, nấu chung với nhau. Kể cả những cái gia vị nấu ăn ấy, kiểu dùng chung ấy, kiểu cứ hai người mà chia ra thì nó hơi nhiều đồ, nên là anh em dùng chung cho nó tiện. Mình tính chuẩn đấy, cho đến hiện tại thì mình sang Nhật được hơn 3 năm nay rồi, nhưng mà kiểu là gia vị nấu ăn ấy là mình toàn dùng đồ Việt Nam thôi. Như kiểu nước mắm Nam Ngư này, nước mắm Phú Quốc này, rồi là chinsu tương ớt, chinsu tỏi ớt là mình dùng hết của Việt Nam đấy. Kiểu đồ của Nhật ấy thì anh em mình hầu như đa số của người Việt Nam sang ấy là ăn nó không quen mấy vị của người Nhật. Người Nhật thì ăn vị của Việt Nam, gia vị của Việt Nam thì mình không biết thế nào, nhưng mà người Việt mình ăn ít người ăn được gia vị của Nhật á. Nên là anh em mình sang bên đây là 3 năm này toàn dùng gia vị của Việt Nam hết. Mình với Hoàng ấy cho đến thời điểm hiện tại lên công ty mới được tổng độ hơn tháng nay rồi, nhưng mà kiểu là vẫn chưa mua được cái bàn ăn đây này. Vẫn ngồi tạm bằng cái bìa cắt tông với túi ni lông đây. Kiểu là mình cũng đi cửa hàng đồ cũ mình tìm đồ rồi, nhưng mà phía bên cửa hàng đồ cũ ấy cửa bàn cồng cành nhưng người ta không chở cho mình. Bọn mình đi xe đạp lại không chở được, thì bắt buộc phải có ô tô mới chở được ấy. Đây này, lâu cái món thịt kho đông này hàng ngày đi làm về ấy là không kịp nấu ăn ấy. Kiểu mình đi làm có hôm thì tăng ca 2 tiếng, có hôm thì tăng ca 3 tiếng ấy. Về nhà đạp xe về nhà nó cũng chín là kém rồi. Về nhà mà mình kiểu là nấu ăn các thứ nữa thì ăn xong uống xong thì 10 giờ đến tận 10 giờ đêm rồi mới được đi ngủ, đi nghỉ đấy. Nên là mình nấu cái thịt kho đông này tranh thủ cái ngày nghỉ thôi. Xong là hàng ngày đi làm về là bỏ ra ăn dần thôi, thì về nó cũng đỡ đi một phần nào đó. Thì mình mời tất cả mọi người ăn bữa trưa cùng mình nhá. Hôm nay là bữa trưa của mình đây, lâu lắm rồi mới được ăn món thịt kho đông. Kiểu là cơm đang nóng mới ăn thịt đông ăn rất là ngon mọi người ạ. Bọn mình vừa rồi là cũng vừa trải qua cái kỳ nghỉ Tết, một là kỳ nghỉ Tết dương lịch của Nhật Bản. Bên Nhật Bản ấy, người ta ăn Tết dương lịch ấy, đến Tết âm ấy. Thì bên Việt Nam mình ăn Tết, nghỉ Tết, mọi người nghỉ Tết ấy. Thì anh em mình ở bên đây lại đi làm. Cũng còn tầm khoảng hơn 20 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của Việt Nam rồi. Tết năm nay ở Việt Nam thì mình nghĩ cũng khá là buồn ấy, kiểu là dịch Covid các thứ ấy. Có nhiều bạn xem video của mình ấy là bảo năm nay anh có về nước hay không. Thì mình cũng xin nói luôn ấy, mình sang Nhật thời điểm hiện tại là mình được khoảng độ hơn 3 năm rồi. Cái dự tính của mình ấy là vẫn sẽ ở Nhật làm việc thêm khoảng độ 2 năm nữa, mình kiếm thêm một chút kinh tế nữa. Sau đó thì mình sẽ xin phía bên công ty ấy cho mình về Việt Nam mình chơi một thời gian, hoặc cho nàng nghỉ ngơi một thời gian về gặp gia đình các thứ ấy. Rồi sau đấy là mình sẽ tiếp tục mình quay lại Nhật để làm việc. Nhiều bạn cũng hỏi mình là mình sang bên Nhật ấy, sang bên Nhật lâu năm rồi mình có nhớ nhà hay không ấy. Thì đối với bản thân mình ấy, cái hồi mình bắt đầu mới xa nhà ấy thì thực sự là cũng có nhớ. Nhưng dần dần ấy, mình xa nhà ấy thì hiện tại là mình xa được hơn 5 năm nay rồi. Có nghĩa là mình 2 năm đi nghĩa vụ quân sự mình xa nhà, tiếp theo nữa cộng thêm 3 năm đi xuất khẩu lao động nữa. Đối với mình thì hiện tại thì cái việc xa nhà nó rất là bình thường. Bởi vì xa nhà ở đây không phải là xa mãi mãi, mà mình cũng chỉ đi khoảng vài năm rồi mình sẽ về. Mục đích chính là xa bên đây để kiếm kinh tế thôi. Cơm nước rửa bát xong ấy, mình đang đi quét dọn nhà cửa đây. Mình thì mình vẫn thói quen từ hồi trước ấy, kiểu là mình đi nghiêm quân sự ấy. Trong đấy là ngày nào mình cũng quét dọn các thứ nên mình đã quen rồi. Nên là ba năm lên đây mình cũng quen ấy, kiểu là nhìn nhà bẩn cái là mình không thích rồi. Bẩn cái là mình bắt đầu quét mình phải dọn ngay. Nên là mỗi bữa cơm của mình ăn xong ấy thì mình sẽ quét dọn nhà cửa. Hôm nay là ngày nghỉ ấy, thì cũng là một ngày nắng đẹp trời đây. Từ phía hành lang của mình nhìn ra ấy, thì có thể nhìn thấy cánh đồng ruộng lúa của người dân đây. Mùa này người ta không cấy không gặt nhá. Tranh thủ cái lúc trời đang nắng nắng gió gió này ấy, thì mình sẽ phơi quần áo ngoài đây cho nó nhanh khô này. Mình thì mình cũng mới mua được cái túi quả chó ở siêu thị đây. Về mình kiểu không biết cách bóc, không biết cách ăn đấy. Hôm qua mình dùng cái lọ ở nhà nam của mình đây, mình đập cái là vỡ nguyên cái đít của cái hộp đây này. Cuối cùng là cái quả này nó cũng không vỡ ra, không biết đập cái gì ra. Đây này,
kurumi này, quả áo chó. Mình thì cũng vừa mới ở trên phòng xuống dưới đây, mình quay qua cho mọi người xem một chút về cái quang cảnh xung quanh nhà hàng xóm của mình đây. Nói chung là hôm nay là một ngày nắng này, khá đẹp trời đấy, mọi người có thể nhìn thấy này. Bầu trời trong xanh, xong rồi có nắng rất là ấm. Thì ở phía trước mặt mình đang quay đây chính là cái ký túc của mình đang ở nhá. Ký túc này thì tổng cộng là gồm 4 phòng. Thì cái phòng của mình với Hoàng ấy thì đang ở trên kia, còn 3 cái phòng còn lại là 3 phòng của người Nhật nhá. Thì ở phía bên cạnh cái ký túc của mình ấy thì có một cái mảnh vườn, một cái mảnh đất đây. Thì cái đợt hồi mình mới chuyển đến đây ấy thì mình cũng có quay video cho mọi người xem rồi. Mình đang tính đợt tới là liên hệ với phía bên chủ đất, hoặc là mình có thể nhờ ai liên hệ hộ là hỏi xem là người ta có cho thuê mảnh đất này hay không. Nếu mà thuê được mảnh đất này ấy, thì mình sẽ cuốc đất lên để trồng rau ở mảnh đất này. Hồi trước ở dưới Yamaguchi ấy, 3 năm là mình cũng có mảnh vườn ở phía bên công ty, người ta cho một mảnh đất trồng rau. Giờ lên đây mình cũng muốn trồng rau ấy, nhưng mà chưa có đất. Mà tiện thể thì có cái mảnh đất ở ngay bên cạnh nhà này, thì là mình cũng tính hỏi thử, nếu mà hỏi được thì nó rất là tiện. Bởi vì đúng không, ký túc của mình ở trên kia, xách nước đi tưới rau rất là gần. Thứ hai nữa là hàng ngày đi làm về ấy, lên trên đây có cái vườn rau, lên hái rau về nấu cơm. Thì cũng có nhiều bạn ấy bảo mình là đi quay khám phá xung quanh cái nơi ký túc mới của mình đang ở đấy. Thì có nhiều hôm mình cũng có ý đi quay rồi, nhưng mà kiểu trời gió to quá mình không thể là quay được. Thì ngày mai tiện thể thì cái video ở một ngày ở Nhật của mình ấy thì mình cũng muốn đi quay qua một chút, sau đó thì mình sẽ đi chợ nhá. Mình thì mình chuyển tới tỉnh Ibaraki cũng được tập khoảng độ hơn tháng nay rồi. Thì hàng ngày đi làm mình cũng có để ý ấy, là hầu như các cái căn nhà ở cái khu này người ta đều được xây theo kiến trúc hiện đại hết rồi. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy đây, nhìn nhà khá là đẹp này. Hôm nay là ngày nghỉ ngày cuối tuần thì hầu như đa số người dân mình thấy ở nhà hết này. Hồi trước 3 năm ở dưới Yamaguchi ấy thì mình quay video về nông thôn Nhật Bản quay cho mọi người xem, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là những cái căn nhà, nhà bằng gỗ và lợp mái ngói, nhưng mà trên đây đây người ta thay cải tiến hết rồi này. Mình thấy là người Nhật ấy hầu như những ngày nghỉ cuối tuần này người ta tranh thủ người ta ở nhà người ta ngủ là chính thôi. Thì theo cảm nhận của mình ấy thì dù nhà ở bên Nhật được dựng theo kiến trúc cổ hay là kiến trúc hiện đại ấy, thì mỗi nhà đều có một phong cách riêng, mỗi nhà đều có một nét đẹp riêng. Thì mình cũng xin giới thiệu lại cho mọi người một lần nữa. Thì những ai chưa biết ấy, thì những cái căn nhà bên Nhật ấy dù là kiến trúc cổ hay là kiến trúc hiện đại ấy, thì đều được dựng bằng gỗ mọi người nhá. Người ta dựng hoàn toàn bằng gỗ, sau đó người ta sẽ ốp các vật liệu nhẹ lên. Nếu mà mình không giới thiệu qua ấy, thì nhiều người nhìn qua thì cứ lầm tưởng ấy là những căn nhà này được xây bằng xi măng gạch vữa giống Việt Nam mình, nhưng thực tế thì không phải nhá. Xe của mình không có hết điện đấy, mình phải mang cái biếu quy lên này, mình sạc điện đây. Còn chung là một lần sạc đi tập khoảng độ 3 ngày nhá. Biếu quy thì mình sẽ lắp vào đây nhá. Mà khóa xe đây đây. Hiện tại mình với Hoàng đang đặt xe đi chợ đây. Ở phía bên rìa đây có hai ông bà cụ đang dắt con chó bông hơi dạo này. Quý chú. Còn chung là từ nhà mình mà đặt xe ra ngoài siêu thị ấy mất tập khoảng độ 3 cây đến hơn 3 cây nhá. Siêu thị này tên là Ưu Ma Trự nhá. Tắt nguồn xe này. Khóa bánh. Hiện tại là mình với Hoàng đang ở trong siêu thị mua đồ đây. Mình đang đi qua cái chỗ khu bán hải sản đấy. Bán mực bạch tuộc đây. Con mực này giá 583 yên này. Khoảng 110 mấy, 100 gần là 120 nghìn nhá. Con này gọi là con ngao hay con gì này? Asari. Khoảng độ 222 yên một hộp nhá. Hơn 40 nghìn trên một hộp, khoảng 40 nghìn đến 50 nghìn trên một hộp nhá. Tùy hộp ấy, tùy mỗi hộp một cân nặng khác nhau mà. Cá đây, đồ tận đồ biển thôi. Lên trên siêu thị này mình mới thấy một chỗ bán mực siêu to như này mọi người. Mực siêu to luôn. Một cái bịch mình đang quay đây này, xem là bao nhiêu cân nào. Tổng cộng là được 10 con này nhá, 10 mai này, 10 tấn đây. Một bịch này thì người ta không ghi rõ cân nặng, nhưng mà giá là 4 sen 298 yên. Tổng cộng là 4 sen 300 yên, khoảng là 860 nghìn trên một bịch này nhá. Bịch này mình không nhầm được nửa cân thì phải này, được nửa cân. Và trong này được 10 con mực nhá. Bịch này về mình là lướng uống bia thì tuyệt vời luôn. Mình đang đi vào gian hàng bán bánh mì đây. Mình đang tính mua một túi này đây. Một cái bịch này tổng cộng có 5 cái này. Thì nhìn qua mọi người có thể thấy hình bên ngoài nhá. Người ta kẹp xúc xích xong là thêm ít rau nữa vào. Thì mình đang tính mua cái này về mình buổi sáng dậy ấy. Mình có thể là kẹp trứng hoặc là kẹp xúc xích hoặc kẹp ít rau vào ăn kèm đây. Mình nhìn thấy cái bánh này như cả bánh trứng này, kiểu dạng bánh trứng, bánh chuối rồi đây, bánh chuối. Nhìn cũng khá ok đấy, mình sẽ mua thêm một bịch này nữa đi. Một cái bịch này cũng 135 yên này, khoảng 26 nghìn. Mình sẽ mua hai túi này nhá, mua đồ ăn sáng thôi. Mình đang đi vào cái gian hàng bán bánh kẹo, đồ ăn vặt các kiểu đây. Ở bên Nhật thì cũng có xúc xích mọi người ạ. Có cái xúc xích ăn liền như cả bên Việt Nam là xúc xích tiệt trùng ấy. Nhưng thực tế mọi người ấy, là mình đã từng ăn qua khoảng 4 đến 5 loại xúc xích này rồi, xúc xích ăn liền rồi. Nhưng mà mình khuyên mọi người ấy, sang bên Nhật không nên mua những loại này nhá, ăn không là gì đâu. Một cái bịch mình đang cầm được tổng độ 8 cái, giá là 416 yên, 80 nghìn trên một bịch này nhá, nhưng mà ăn không ngon. Mình khuyên thật luôn. Mình sẽ mua những cái gói đồ ăn vặt này về này. Hai gói.
Trên đây có những cái hột hạch nhân với cả các cái hột lạc các kiểu này. Mực đây, mực lướng đây. Bạn nào thích ăn mực thì có thể là mua những cái loại mực này, người ta làm sẵn thôi. Mình mua một gói đi. Những cái gói mình vừa mua thì nó là 130 yên, khoảng 26.000 trên một gói mực này. Mình sẽ mua thêm tầm khoảng vài thanh bánh này nữa. Bánh này tên là chi dự. Chi dự mình đã từng ăn rồi nhá. Bên ngoài là một lớp bánh xốp, giữa là lớp kem, ăn rất là ngon. Giá của một cái thanh này là 84 yên này, khoảng 16.000 trên một thanh nhá. Bên trong có tổng khoảng độ mười mấy 20 cái bánh đấy. Bên đây là ebi vị tôm nhá. Vị tôm mình sẽ mua thêm một gói. Trên đây là vị sô cô la này, mình sẽ mua thêm một gói vị sô cô la nữa. Đấy, đồ ăn vặt này. Kiểu mua về đắp tủ ăn dần. Đây mình nên quanh ra siêu thị mua được ít đồ ăn vặt, ít bánh mì để sáng mai ăn thôi. Mình sẽ đi thanh toán nhá. Đấy. Mình vừa mua đồ xong ấy thì người ta cũng thanh toán xong này, mình mua thêm một cái túi để đựng đồ nhé. Giờ mình thanh toán bằng tiền mặt này, tổng hết là 1 sen 010 yên nhá, khoảng 200.000. Tiền thì mình sẽ đút đây này, tiền giấy này, tiền sưu đút đây nhá. Ồ, qua đi. Để hóa đơn ra luôn này, này. 1 sen 010 yên nhá, 200.000. Đấy, qua cho mọi người xem nhé. 200.000 ở bên Nhật đấy, đơn giản chỉ mua được 2 túi bánh mì này, thêm một ít đồ ăn vặt nữa. Đây, rất đơn giản thôi nhưng mà hết 200.000 nhá. Qua chung là mua đồ ở Nhật đấy mà cứ tính ra giá tiền Việt thì giá rất là cao. Nhưng ở bên Nhật đấy, 1 sen yên này rất bình thường này. Giờ mới có tổng khoảng độ 5 giờ, hơn 5 giờ một ít thôi nhưng mà trời tối đen luôn này. Lại về nhà thôi mọi người ơi. Tạm giờ là trời sương mù rơi rất lạnh rồi. Qua chung là đi chợ về ấy, bây giờ lại về nhà nghỉ ngơi. Còn lúc nữa tắm giặt rồi nấu cơm bữa tối nữa một ngày. Tắm đã xong ấy thì bây giờ mình sẽ đi nấu cơm bữa tối đây. Bữa tối ngày hôm nay ấy, thì mình với Hoàng là hai anh em nấu cơm ăn cùng nhau luôn. Bữa tối ngày hôm nay thì mình có cái tai mình luộc đây, làm cái món nem thính này. Bên đây là món trứng này, món chả gì đây. Mua về xào với ra đỗ. Trước hết thì mình sẽ rửa qua cái đỗ này trước đấy. Cái đoạn chả này mình không nhầm đi, nó sạch rồi nhưng không phải băm muối mọi người nhé. Không phải băm muối, sạch hết rồi. Tai lợn của mình đây, mà tai lợn giờ mình thái lát bỏng ra để mình trộn lên bột thính đây. Thì ở Việt Nam ấy, làm cái món tai trộn thính này thì mình không nhầm mà có cái bột ngô hay là bột gạo gì ấy người ta rang lên. Nhưng ở bên Nhật không có ấy, thì mình dùng cái bột kina này. Mọi người có thể là ra siêu thị mua được cái bột kina này về nhá. Trộn ăn không khác gì cái bột kia luôn. Nói chung là nó không ngon bằng thôi nhưng mà nó cũng kiểu rang dạng như vậy nhá. Ăn cũng ok. Mình sẽ ướp ít bột canh, ít mì chính, nói chung là đảo đều lên cho ngấm vị ấy. Ngấm xong bắt đầu mình sẽ cho cái bột này lên này. Đây mình cũng trộn đều lên rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ rắc cái bột lên này. Nói chung là rắc và ăn cũng không khác gì cái nem thính ở bên Việt Nam mà, ăn cũng khá ok. Đây, quay mọi người xem đây, trộn lên là nhìn rất là ngon lên này. Nhìn như kiểu một cái món bánh gì đó. Thì đây chính là cái bữa cơm tối của mình nhá, lên trộn thính này, đây là món thịt kho đông của mình đây. Đây là giá đỗ, xào với trứng, với cả chàng này. Bữa tối của hai anh em. Cơm tối đấy mọi người nhá. Cơm hôm nay là không khăm cơm này, không khăm cơm, ăn cơm cũ ấy là được hơn bát. Quay cho mọi người xem cái món thịt đông của mình đây, nhìn như thạch luôn này. Tối nay ăn cơm tối đi nghỉ, ngủ sớm còn ba lại như nào luôn. Thứ hai nghỉ. Anh em mình làm công ty mới thì một tuần là nghỉ 2 ngày, được nghỉ 2 ngày. Có cho mỗi người nghỉ một lịch khác nhau. Hoàng tuần tới được đi làm đêm rồi. Quả chung lên công ty này công việc có nhiều nên là làm quen việc quá là người ta sắp xếp cho mình làm đêm luôn. Công ty mới của mình là có tăng ca, có làm đêm là ổn định rồi. Anh em mình thi thoảng ngày cuối tuần là gọi là ngồi hè ăn cơm cùng nhau thôi. Còn sau này mà sắp xếp lịch các thứ là mỗi người làm một giờ, mỗi người làm một ngày khác nhau.